Chào bà con. Trời ơi, sau khi đi 10 ngày đi chơi về. Trời ơi, cái ớt. Cái ớt nó chín. Nó chín hết trơn luôn rồi. Trời ơi, nó chín nè. Nhưng mà hên quá nó không chết. Trời ơi, 10 ngày. 10 ngày đi chơi về. Trời ơi, thôi. Mấy cái cà tím là xong rồi. Thôi, bỏ đi. Mình cũng không thích cái loại cà tím này. Trời ơi, con nè, cà chua nó chín nè. Rồi, chút lấy rổ hái vô. Trời ơi, đi 10 ngày về nó tơi tả hết trơn. Trời ơi, còn cây táo tàu của tôi. Trời ơi, cái cưng quá trời luôn. Trái nào trái đó u nu u nè. Cưng cái này lắm. Trời ơi, đã quá. Trời ơi, con này trái nè. Năm tới là thôi. Trời ơi, được có một nửa cây bên đây à, còn nửa cây bên kia nó gió bữa bão nó bị rụng á. Nè, nửa cây bên này không có trái. Nửa cây bên này có trái. Trời ơi, năm sau là ăn không hết. Trời ơi, cái loại này nó mập mà nó ngọt lắm. Nè. Không cần để chín đâu, nó hơi già già là mình ăn được rồi. Trời ơi, đi 10 ngày về. Trời ơi, coi nè. Coi nè, trái lễ khẻo lẻo khẻo nằm ở dưới nè. Ôi trời đất ơi. Thường quá. Thường nó quá đi. Trời ơi, mua 95 đồng trên mạng, order trên mạng nó gửi về có một cái nhánh cây à, tưởng là xong rồi. Không ngờ nó ra. Trời ơi, còn cái đào. Cái đào. Trời ơi, nó chín. Mềm rồi. Được rồi. Chiều sẽ ra hái vô bây giờ. Chiều hái vô. Thấy người ta làm trà đào gì đó bắt trước coi. Ủa thì ghét quá. Ở đây. Trời ơi mềm hết trơn rồi. Chiều ra hái vô. Rồi Google trên mạng coi người ta chỉ làm trà đào làm sao. Thấy người ta làm hoài. Trời ơi cái này mới tội nè. Trời ơi cà chua bi hả? Cà chua nhỏ nhỏ đó. Trời ơi nó chín nè. Nhưng mà không chết, hên quá, không chết. Trời nó đắng chết. Nó đắng chị không nổi chết. Trời ơi một chùm cà chua nó chín nè. Trời ơi cà chua quá trời luôn. Đã quá. Giờ em Lâm nấu cơm ăn đã rồi chiều mất mát em mang rổ ra em hái. Trời chứ dưa leo. Trời ơi. Dưa leo gì mà to thế? Trời ơi bự hơn cái tay em luôn rồi. Già rồi. Vậy già mất tiêu rồi. Đi mấy bữa không thấy ăn nó bự. Nó héo hết trơn, tội nghiệp ghê chưa. Trời ơi, cà chua thì ghét. Cứ lo mấy này nó chết. Nó không chết, hên quá. Xăm xăm nè, cũng không chết. Được rồi, không chết, hên. Bạc hà, không chết. Hên quá. Bầu nó mới quẹo quẹo thôi, nó chưa chết. Đường trái mướp. Trái mướp cho mấy trái ông qua nhỏ. Mướp nè. Mấy trái ông qua nhỏ. Bữa cơm đạm bạc sau khi đi bụi 10 ngày. Chẳng có gì hết. Mướp, tôm, trứng và nước mắm. Bây giờ ăn xong có sức chút xíu ra dọn vườn, ra hái ớt, hái cà, hái đào. Không gì. Ăn cơm xong rồi, khỏe rồi đi ra hái. Đây là kết quả sau 10 ngày. Mình đi. Coi nè, cà chua chín quá trời luôn. Cà chua nhiều loại lắm nha. Loại này là loại chung chung nè. Còn cái này là loại bự nè. Là bự khổng lồ. Rồi còn cái này là loại bi để mà ăn sống. Phải không? Ba loại. Nhỏ, nhì, bự. Đậu bắp già hết trơn rồi được. Còn có mấy cái tươi à. Đậu bắp quá trời luôn mà già còn được ba trái. Còn ớt nó chín hết cây luôn á. Gần hết cây luôn á.
Thôi hồ khổ qua. Được có thằng trái à. Còn đào quá trời đào luôn. Nghe người ta nói làm trà đào vậy uống á. Để bữa nay mình làm trà đào thử nhé. Mình sẽ lên mạng làm trà đào, hỏi cách làm trà đào. Nó mềm hết trơn rồi. Ở ngoài người ta ba bán thì trái nó bự. Ở nhà mình trồng tự nhiên thì trái nó không được bự. Trời kiến. Nó mềm hết trơn, mềm ăn đâu có ngon. Làm trà uống. Thấy nghe người ta nói trà đào một chút xíu nữa là sợt lên mạng coi cách nó làm. Đó. Cà chua nhiều quá giờ làm gì ăn hết bà con. Nấu canh. Chị này nấu canh, canh ngót đi. Canh cá, chim. Cái chim vàng. Đó, được tính trái đào nè. Quá trái đào luôn. Phao luôn. Đó, đi 10 ngày về. Về may là cũng còn ăn được. Đi thêm mấy ngày nữa chắc nó rụng hết là mình khỏi ăn. Đây là cà chua và ớt. Còn đây là một thau đào. Còn táo tàu nhiều lắm mà hái thử một trái coi cỡ gì ăn được chưa. Hay phải đợi chín nữa. Chưa có mùi vị gì hết, chưa ngọt cái gì hết. Để dành cho nó chín hơn. Nhà già chốc hái ăn.